Xin chào các bạn quay trở lại với vlog của Nguyễn Quang. Và các bạn có biết là những chiếc bánh mì phục vụ trên máy bay đã được sản xuất như thế nào không? Hôm nay thì Trip đang có mặt tại công ty cổ phần xuất ăn hàng không Nội Bài ở Hà Nội và sẽ chia sẻ với các bạn quy trình để làm ra một chiếc bánh mì để đưa lên máy bay như thế nào nhé. Đồ ăn thức uống được các hãng hàng không phục vụ trên các chuyến bay xưa nay được coi là siêu sạch sẽ, trải qua các công đoạn kiểm định, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm cực kỳ khắt khe. Đó là lý do mà mỗi khi thưởng thức các suất ăn trên máy bay, dù là bữa ăn nhẹ hay bữa chính, Travip đều rất yên tâm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng vì thế mà để vào được bên trong nơi sản xuất suất ăn hàng không này, mọi người đều phải trải qua các công đoạn khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay ngay từ cổng vào. Và bây giờ là công đoạn thay quần áo bảo hộ sạch sẽ. Đây là phòng bảo hộ lao động, nơi có các bộ quần áo bảo hộ, mũ trùm đầu, khẩu trang sạch sẽ để mặc vào trước khi vào nơi sản xuất. Dù là khách tham quan thì cũng không có ngoại lệ trong môi trường sản xuất sạch sẽ này. Bây giờ thì Travis sẽ vào khu vực cách ly sản xuất của bộ phận làm bánh. Và để đảm bảo cho môi trường sản xuất sạch nhất có thể, trước khi vào trong, mọi người sẽ phải đi qua buồng thổi tóc và bụi. Khi bước vào đây, các luồng gió mạnh từ các ống sẽ thổi bay tóc và bụi có thể còn sót lại trên quần áo, tránh để tóc và bụi rơi vào thực phẩm trong khu cách ly sản xuất. Mọi người sẽ phải giơ tay lên và xoay người trong lúc đứng trong buồng như thế này để tóc và bụi có thể được thổi bay hết. Và thú vị ở chỗ là buồng này chỉ có thể đi một hướng vào bên trong chứ không đi ra được. Muốn đi ra, phải đi qua một lối khác. Sau khi ra khỏi buồng thổi tóc và bụi, để chắc chắn hơn, mọi người sẽ dùng một chiếc lăn cầm tay có các lớp dính như băng keo để lăn lên trang phục một lần nữa cho sạch hết bụi và tóc có thể còn bám dính trên quần áo. Trang phục sạch sẽ rồi thì bước tiếp theo là rửa tay với xà phòng nào. Rửa tay xong, lau khô, rồi tiếp tục là sát khuẩn thêm một lần nữa bằng cồn. Và đây là khu vực cách ly sản xuất. Riêng khu vực này sẽ sản xuất các loại bánh. Nguyên liệu để làm nên các loại bánh đưa lên máy bay cũng phải là nguyên liệu chất lượng, sạch, đảm bảo các yêu cầu khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ví dụ như bao đựng bột này, theo yêu cầu của công ty cổ phần xuất ăn hàng không Nội Bài, thì nhà sản xuất bột phải để bột trong túi ni lông rồi mới cho vào bao. Điều này để tránh cho bột bị ẩm mốc, ảnh hưởng đến chất lượng bánh. Tiếp theo là quá trình định lượng các loại nguyên liệu và trộn bột. Các thành phần để làm ra bánh mì được cân đúng theo định lượng và thành phần. Người làm bánh sẽ trộn các loại bột, men, muối, bơ rồi đưa vào chiếc máy nhào bột này, cho thêm nước rồi mở máy thôi. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Travis nhìn thấy máy nhào bột như thế này. Thật là thú vị. Ở giai đoạn này, chúng ta thấy bột chưa mịn. Nhưng càng về sau máy nhào bột mịn hơn, độ mịn của bột được nhào đến khi nào là được. Người làm bánh sẽ lấy bột lên để kiểm tra và sau khi thấy được rồi thì bột sẽ được lấy ra để bắt đầu quá trình tạo hình bánh, trộn với các loại nhân. Nói về nhân bánh thì đây là các loại nhân được làm cho máy bánh hôm nay. Các loại nhân đa dạng sẽ cho ra nhiều loại bánh như là nhân dừa, thịt ba chỉ, xúc xích, vân vân. Tiếp theo, đầu bếp sẽ nhào nặn, tạo hình bánh trước rồi mới cho xúc xích hoặc phủ dừa lên sau. Và đối với bánh nhân thịt ba chỉ, đầu bếp trộn bột với thịt ba chỉ đã được cắt nhỏ. Miếng bột lớn sẽ được chia thành các miếng nhỏ hơn, đưa lên cân và định lượng cho vừa một chiếc bánh mì nhỏ. Và bước tiếp theo, một lớp hành và thịt ba chỉ nữa sẽ được phủ lên bánh, cho thêm một lớp sốt lên nữa chứ. Bánh chưa nướng nhưng mà nhìn đã hấp dẫn lắm rồi. Nhưng bây giờ bánh đã được đem đi nướng chưa nhỉ? Chưa. Bánh sẽ được xếp vào khay và đưa vào ủ khoảng 30 đến 35 phút trước khi nướng.
và sau khi ủ xong, bánh sẽ được chuyển sang lò nướng. Bây giờ thì chờ thôi. Ok, bánh nướng xong rồi, mở lò ra là thấy thơm phức luôn. Và thành phẩm nóng giòn đây rồi, nhưng mà trước khi được đóng gói, bánh sẽ được làm nguội đã nhé. Đây là máy đóng gói, bánh được đưa vào dây chuyền và được đóng gói lại liên tục. Và ở đầu bên kia, khi bánh được đóng gói xong thì sẽ có máy in ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng lên bao bì. Các bạn có thấy có một cái ống nhỏ chỉ xuống không? Đó là chỗ in ngày lên bao bì đó. Nhưng trước khi đưa lên máy bay thì bánh cũng phải được cho vào hộp lịch sự chứ nhỉ? Và đây là bộ phận đưa bánh vào hộp giấy như thế này. Những chiếc hộp xanh mang logo của Vietnam Airlines sẽ được mở ra, cho thêm khăn ướt khử trùng và tăm vào. Bánh sẽ được đưa lên dây chuyền, một đầu thì bánh sẽ được cho vào hộp, đầu kia hộp sẽ được đóng lại và cho lên khay, sau đó là đưa khay vào xe đẩy. Và trong lúc đợi đưa lên các chuyến bay, các xe đẩy đựng bánh sẽ được đưa vào kho lạnh để bảo quản, đảm bảo chất lượng của bánh. Đến giờ, bánh sẽ được đưa lên xe chuyên dụng và những chiếc xe này sẽ đưa bánh lên máy bay. Ở những bước cuối cùng, bánh sẽ được phục vụ cho hành khách ngay tại ghế ngồi. Thực đơn bánh mới đa dạng phong phú, đủ cả vị mặn ngọt, dự kiến lên tới 12 loại bao gồm bánh mì jambon, bánh mì xúc xích, bánh mì thịt ba chỉ, bánh mì thịt nguội, gà rau răm, gà xé, ruốc, bánh mì hoa cúc vị dừa, bánh cuộn kem, bánh bông lan các hương vị bơ, chuối, dừa. Các loại bánh mới sẽ được phục vụ trên đường bay nội địa xuất phát từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, có thời gian bay trên 1 tiếng 30 phút trong khung giờ ăn giữa buổi từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ 30, 20 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, trừ các chuyến bay đến khu vực miền Trung ngừng phục vụ ăn do dịch bệnh, gồm Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Chu Lai, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Cam Ranh, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột và Pleiku. Thực đơn được đổi mới 2 lần một tháng, giúp hành khách có kế hoạch bay thường xuyên được thay đổi khẩu vị liên tục. Đặc biệt, chuyến bay có điểm xuất phát khác nhau sẽ được phục vụ các loại bánh khác nhau nhằm đem đến trải nghiệm đa dạng mới lạ cho hành khách.